chiều ngày 9 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em, tức Nam Em, đã lên làm việc về hoạt động cung cấp các thông tin tài khoản mạng xã hội. Việc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời Nam Em lên làm việc liên quan đến thông tin người này đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 26 tháng 3 và ngày 2 tháng 4. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đó Nam Em đã được khuyến cáo nếu tái phạm hành vi vi phạm hành chính thì sẽ bị xem xét tình tiết nặng hơn theo quy định. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Trong lần làm việc lần này, Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt ở mức tăng nặng là 10 triệu đồng đối với nam em. Ngoài ra, Sở sẽ báo cáo, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với hai tài khoản Facebook Nguyễn Lệ Nam Em và tài khoản TikTok Nguyễn Lệ Nam Em theo quy định tại Điều 5, Thông tư 38, Cách chéo 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Theo đó, nam em của bạn trai là Bùi Hữu Cường đã có mặt tại Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc theo lệnh triệu tập lần 2. Nam em đã được bạn trai trở đến cơ quan chức năng bằng xế hộp sang trọng. Cô mặc một chiếc váy trắng và giữ tinh thần vui vẻ thoải mái. Tuy nhiên sau 2 giờ làm việc, người đẹp quê tiền giang khóc nấc, ngất xỉu. Cô được Hiếu Cường nhanh chóng bế ra xe. Xung quanh cả hai xe đã được che chắn rất cẩn thận. Sau đó bạn trai nam em đã vội vã lái xe rời đi. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cô Hoa Khôi Đồng bằng sông Kiều Long 2015 được rất nhiều người quan tâm. Vào ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin cho các tài khoản mạng xã hội. Thời gian qua, Nam Em liên tiếp tổ chức livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Trong các buổi livestream, cô gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất của showbiz. Những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã gây ồn ào mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực. Từ những hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang cho nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm doanh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng số tiền xử phạt là 37,5 triệu đồng. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyên cáo, nam em nếu tái phạm vi phạm hành chính dù đã được yêu cầu chấm dứt trước đó thì cũng sẽ xem xét tình tiết tăng nặng. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định. Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã mời Hoa Khôi ca Nam Em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin các tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông, Nam Em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên đã phải nhập viện cấp cứu. Trong những ngày qua, Nam Em vẫn tiếp tục livestream Đặc biệt, vào tối ngày 16 tháng 3, nam em tiếp tục tổ chức live stream, tiến ra ban công, leo ra ngoài và không quay lại vào nhà. Việc làm này đã khiến rất nhiều khán giả thoát tim trước hành động bất ngờ của người đẹp. Phần đông ý kiến cho rằng chỉ trích nam em đã cố tình tạo chiêu trò gây chú ý với nội dung độc hại. Nam em là một trong những nhân vật gây ồn ào mạng xã hội. Cô liên tiếp có những buổi live stream khơi gợi chuyện tình cảm quá khứ, bóc phốt vài nhân vật trong showbiz, đồng thời nhắc đến một số nhân vật lịch sử. Trong sắp cưới của nam em, anh Bùi Hữu Cường cũng có động thái chia sẻ được cho là ngạo mạn, coi thường người khác. Trong một video, nhân vật này đòi phán nát sâu bít. Cũng vào sáng ngày 9 tháng 4 trên trang cá nhân, nam em cũng đã có những chia sẻ đáng chú ý nhằm gửi những ai còn ở lại với tôi đến thời điểm này. Sau khi việc bản thân bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc lần hai. Theo đó, nam em nói với người hâm mộ, Tôi biết các bạn rất mệt mỏi và lo lắng cho tôi trong suốt thời gian vừa qua, nhưng cũng đừng vì thế mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều nhất có thể, chăm sóc sức khỏe tinh thần đầy trọn vẹn, tìm kiếm hạnh phúc từ chính nội tâm của chính mình. Bên cạnh đó, người đẹp gốc đồng bào sông Cửu Long cũng nghĩ rằng, có lẽ chúng ta đi tới đây cũng nên nói lời chia tay, vì tôi không muốn các bạn mất thời gian với tôi nữa. Hãy chọn một idol khác tốt hơn tôi, nhiều năng lượng tích cực hơn tôi. Chuyến xe này, tôi không muốn các bạn đi chung nữa. Khi nào trời quang mây tạnh, nếu còn hữu duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt các bạn, tạm biệt nam em, bình an nhé. Mọi phiền lo răng rở, giờ, giờ sẽ hóa tan thành mây, nam em bày tỏ. Người đẹp cũng nói thêm rằng, cô mong muốn sau này khi bản thân trở lại với năng lượng tích cực hơn, sẽ có dịp tái ngộ khán giả của mình. Sau hồn nào, phát ngôn mất kiểm soát, nam em không còn đi hát. Hầu hết các chương trình đều không mời người đẹp này vì bị dính thị phi. Đến cả việc livestream hát như thời điểm trước đây, nam em cũng khó thực hiện. Lý do là bởi sau khi chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, cô không còn đầy đủ trang thiết bị âm thanh để ca hát. Thời gian qua, sự việc của nam em được dư luận quan tâm. Trước phản ứng của mọi người, nam em thông báo khóa kênh TikTok. Bên cạnh đó có rất nhiều người yêu cầu ban tổ chức Hoa Khôi Đồng bào Sông Kiều Long tức danh hiệu Nam Em vì người đẹp này đã có nhiều hành vi lệch chuẩn. Nam em 28 tuổi, năm 2022 khi thi Miss World Việt Nam, cô đã trở thành nhân tố gây chú ý. Hình ảnh ở video đăng tải trên phần bếp cuộc thi và các nền tảng mạng xã hội đều nhận được sự tương tác lớn. Thắng giải người đẹp truyền thông. Ngoài làm mẫu ở đóng phim, cô còn là ca sĩ với nhiều bài hát được khán giả yêu thích như Anh có đang lắng nghe, Cùng anh đi xa. Nhiều người nổi tiếng đã từng bị phạt vì phát ngôn không đúng chuẩn mực trên mạng xã hội. Trước đó hồi tháng 10 năm 2021, cơ quan chức năng đã phạt người mẫu Trang Trần, chủ kênh YouTube Trang Khan 7,5 triệu đồng với kết luận cô phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực trên mạng xã hội. Cô bị đề nghị gỡ bỏ các video có từ ngữ tục tiếu, đồng thời xin lỗi công chúng. Câu chuyện thời sự nhất của giới nhân sắc là Nguyễn Lệ Nam Em có lần thứ hai bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc. Nguyên nhân Nam Em đã livestream tạo ra nhiều tranh cãi, trong đó có hành vi leo ban công mà không đi vào nhà. Nhiều người thấy cảnh nam em leo ra ban công trên sóng live stream đã đặt ra suy nghĩ về kịch bản xấu nhất cho người đẹp. Nam em thuộc sự ít người đẹp, thường kể về sự bất hạnh của bản thân, từ tuổi thơ đến tình yêu đều có một điểm chung là đáng thương. Tôi thấy tuổi thơ của một đứa trẻ không có cha mẹ đã là thiếu may mắn rồi, nên không muốn có thêm đứa trẻ nào giống mình. Nam em từng nói về tuổi thơ của mình. Khán giả đã yêu thương, bao dung cho nhiều sai lầm của nam em. Khán giả cũng đã động viên nam em về chuyện tình yêu. Khán giả còn trao cho nam em cơ hội kiếm tiền với sự nghiệp cầm mic. Bằng chứng là đoạn clip ghi lại hình ảnh nam em hát tại một phòng trà vào hồi tháng 8 năm 2023. Đông đảo khán giả lắng nghe và ủng hộ cô. Những tín hiệu tích cực rõ ràng đã xuất hiện với nam em. Nhìn lại một cuộc hành trình để đi tìm chỗ đứng trong lòng khán giả, nam em đã rất nỗ lực trong nhiều các vai trò khác nhau, tạo ra không ít những chiêu trò và nhiều lần bị ném đá. Thật đáng tiếc, khi khán giả bắt đầu buông tha và chấp nhận thì chính nam em đã chọn cách xây tung mọi thứ. Từ chuyện tình yêu hồn nào với người quản lý đến đào nhiêu chuyện hậu trường sâu bít. Nhiều người phát ngán khi mỗi ngày đều thấy nam em livestream và truyền tải đi những câu chuyện thiếu tích cực gây chẳng cãi. Khán giả khuyên dừng lại nhưng nam em không chịu buông tha cho chính cô. Livestream đang tàn phá sự nghiệp ca hát của nam em. Một độc giả nhận xét về nam em. Không chỉ tăng số lượng nhóm anti, nam em còn bị khán giả đề nghị tiếc vương miện hoa hậu đồng bằng sông Kiều Long. Câu chuyện của nam em gây ảnh hưởng đến mức bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mới lên làm việc và phạt 37,5 triệu đồng. Sở Thông tin và Truyền thông đã khuyến cáo nam em nếu tái phạm sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Gieo gió gặp bão, câu nói này rất phù hợp với tình cảnh của nam em lúc này. Sau khi tạo ra tranh cãi, đào quá khứ, có những hành vi bị đánh giá độc hại trên mạng xã hội. Đúng hơn, nam em không chịu buông tha cho chính bản thân mình thì khán giả buông bỏ cô. Nên nhớ, chỉ có giá trị tốt đẹp bền vững theo thời gian, còn chiêu trò rất khó để đứng trước thách thức của khán giả. Và một hoa hậu ca sĩ người mẫu hay diễn viên có trách nhiệm với công chúng thì phải cố gắng tạo ra chỗ đứng vững chắc. Đừng để mãi về quá khứ để trông đợi và sự thương hại của khán giả. Cuối năm 2023, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị thường có những đợt giả soát mạng xã hội xem các tài khoản nào đưa quảng cáo sai sự thật, phát ngôn thiếu chuẩn mực bộ thông tin và truyền thông cũng phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch xây dựng hai danh sách trắng và đen trong đó danh sách đen blackpink gồm những người sai phạm cơ quan quản lý không khuyến khích các nhà quảng cáo hợp tác ủng hộ từ đó giúp môi trường mạng ngày càng trong sạch